Vâng, Đồng Cổ Bích Quyền xin kính chào tất cả quý vị khách hàng đang theo dõi video của kênh chúng tôi ngày hôm nay. Và ngày hôm nay thì bên cơ sở vừa phun sơn BU và hoàn thiện xong cho cặp lục bình chất liệu gỗ xà cừ và trước mắt quý vị đang theo dõi trên video đây. Và cặp này thì bên cơ sở hoàn thiện và giả hàng cho chị Thảo về Phú Thịnh, Yên Bình, Yên Bái, vâng ạ, tỉnh Yên Bái. Và chị đã liên hệ trực tiếp cho bên cơ sở để đặt mua cho cặp lục bình có chiều cao 1m60 và đường kính 43cm và là hàng đục tứ quý, thông mai cúc trúc, vâng, cực kỳ là đẹp. Và chị đã yêu cầu bên cơ sở là phun theo màu vàng, vâng, và bên cơ sở đã làm xong và chuẩn bị cho lên xe và ra tới nhà chị, vâng. Và trước khi lên xe thì đây, muốn gửi tới cho tất cả mọi người được chiêm ngưỡng về cặp lục bình phun màu vàng chất gỗ xà cừ này, cực kỳ là đẹp và bóng sáng, vâng, đục tứ quý, thông mai cúc trúc, vâng ạ, cực kỳ là đẹp rồi ạ, vâng. Và hiện tại thì bên cơ sở là sẵn rất chi là nhiều cặp đôi lục bình và chiều cao kích thước khác nhau và sẵn cực kỳ là nhiều hàng mộc. Và quý vị anh chị nào cần phun sơn VU theo yêu cầu, theo màu như thế nào thì bên cơ sở sẽ phun sơn và hoàn thiện theo màu như vậy. Và mọi chi tiết nếu như có anh chị nào cần đặt mua cho cặp lục bình các loại kích thước đục hoặc trơn thì cũng có thể là liên hệ trực tiếp cho bên cơ sở theo số điện thoại hoặc liên hệ qua Zalo theo số 0354318894. Và địa chỉ của cơ sở thì ở tại Châu Phong, Liên Hà, Đông Anh, Hà Nội. Và cũng xin báo giá luôn cho cặp đôi 1m60 đục tứ quý phun sơn đẹp đẽ có giá là 11.500.000 và bên cơ sở đã miễn phí vận chuyển 100 km quanh khu vực Hà Nội và có giao hàng toàn quốc Bắc Trung Nam và giao tận nhà mọi người ạ. Vâng, giao tận nhà mọi người ạ. Vâng ạ. Và cũng xin phép được kết thúc video cho đôi 1m60 phun màu vàng tại đây. Và cũng là hẹn quý vị khách hàng ở những video lần sau. Và xin chào tất cả mọi người.